Top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Ngày 26 tháng 3, lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Hội đồng xét tặng đã chính thức công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực. Nguyễn Lê Thảo Anh, 19 tuổi, cựu học sinh lớp 12 khóa 1 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Thành tích: Huân chương lao động hạng nhì, huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế năm học 2020-2021. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiếu, 34 tuổi, Đại học Quốc gia Úc. Thành tích: Dẫn đầu và tham gia nhiều nhóm nghiên cứu khám phá ra nhiều hướng đi mới trong việc phát triển điện năng. Phát triển thành công nhiều phương pháp đo đạc quang học đang được sử dụng bởi nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới. Lưu Đức Phong, 32 tuổi, trưởng phòng nền tảng số, trung tâm chuyển đổi số Tổng công ty Mạng lưới Viettel. Thành tích: Chủ động nghiên cứu xây dựng nền tảng Nbox, dự kiến triển khai các dự án chuyển đổi số cho hơn 20 tỉnh thành trong năm 2022. Hồ Xuân Vinh, 35 tuổi, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Abaca Việt Nam. Thành tích: Điều hành hai công ty đạt doanh thu hàng năm 20 tỷ đồng, lợi nhuận 3 tỷ đồng một năm. Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, giải thưởng khoa học công nghệ quả cầu vàng 2021, giải ba khởi nghiệp quốc gia 2021. Vũ Gia Luyện, 34 tuổi, CEO công ty cổ phần giải pháp công nghệ quốc tế ITS. Thành tích: Doanh thu 30 tỷ đồng một năm, cung cấp giải pháp tổng đài tự động phục vụ chống dịch cùng ban chỉ đạo chống dịch COVID-19, thực hiện hàng chục cuộc gọi tự động tới các F0 và F1. Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2021. Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, 31 tuổi, viện tim mạch bệnh viện Bạch Mai. Thành tích: Luôn đóng góp công sức cho xã hội, điều trị các bệnh nhân nặng đến rất nặng. Thành viên sáng lập và tham gia mạng lưới thầy thuốc đồng hành tiếp cận với 1.500 bệnh nhân F0, gọi được 450.000 cuộc gọi thành công, phát hiện 1.415 bệnh nhân nguy cơ cao cần được hỗ trợ cấp cứu chuyển viện. Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, 27 tuổi, lữ đoàn 162, vùng 4, quân chủng Hải quân. Thành tích: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021. Ban tổ chức Army Game 2021 trao tặng danh hiệu trưởng ngành hàng hải xuất sắc nhất. Đại úy Lê Xuân Nam, 33 tuổi, cán bộ phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an. Thành tích: Cùng đồng đội đấu tranh thành công nhiều chuyên án ma túy lớn nhỏ khác nhau, bắt giữ được nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, huân chương chiến công hạng 3. Nguyễn Huy Hoàng, 22 tuổi, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ở Cần Thơ. Thành tích: Tham dự Olympic Tokyo cự ly 800m đứng thứ 20/34 và 1500m đứng thứ 12/29. Hai huy chương vàng giải bơi vô địch quốc gia bể 25m. Năm 2019, tại SEA Games 30, đạt huy chương vàng 1500m, 400m tự do nam và phá sâu kỷ lục SEA Games cả hai nội dung này. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 24 tuổi, thành tích Miss Grand International 2021, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải thưởng Người đẹp nhân ái. Năm 2018, tham dự Hoa hậu quốc tế tại Nhật Bản.